Mình chả hiểu tại sao bạn này lại thoát vô ra lại để mình đập 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 nữa. Không, đây là bot ta. Đây là một người người máy nhân tạo. Đấy, lại thoát ra rồi vô lại đập này các bạn. Các bạn đợi xíu vô lại nhanh lắm. Biến vô, đấy, lại đập. Ok. Rồi, hai xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình là ở đây. Và hôm nay mình lại vô Minecraft Mai công viên nước để mà tiếp tục chơi sinh tồn nha. Hôm trước thì mình chơi nhầm, đâm ra hôm nay là mình lại bắt đầu. Đây mới gọi là khởi đầu này các bạn. Hôm trước mình có chơi ở Tony, nhưng mà đó không phải là Tony mà mình giới thiệu cho các bạn chơi. Đấy, hôm nay các bạn nhớ vô lại Tony nha. Tony này có tên là Tony Free. Hiện tại có 4 người chơi thôi, mình mong là các bạn vô chơi ủng hộ cái Tony Free này nha. Lần trước là mình chơi cái Tony ở trên này, lần này vô Tony Free. Được thừa hưởng sự đa dạng của mấy chủ Tony, nay đã có thêm chế độ miễn phí góp phần làm tăng tính thú vị khi trải nghiệm. Let's go. Wow, đồ kim cương luôn, chậm hỏng. Wow, rồi ngon, mình có đồ kim cương cái kiểu rồi. Để xem Tony Free này có gì không nha. Từ thiện man là cái gì đây, máy tạo cà rốt. Wow, toán ơi, mình bắn vô sinh tồn cái mình biến ở đây luôn. Wow, đấy. Các bạn ăn vô sinh tồn thì các bạn sẽ gọi là sinh tồn ngẫu nhiên ở trong một cái khu vực nào đó nha. Lần trước thì mình có gọi là tạo nhà ở trong hang đúng không? Chỗ này thì chúng ta không thể nào xây nhà trong hang rồi. Ủa có cừu này. Wow, mình có thể nuôi cừu, nuôi cừu ở đây. Chiến đấu, kiếm khởi đầu. Cái gì vậy? Kiếm khởi đầu được khi vào game lần đầu, dùng BB hoặc giết quái vật mob. Cái này tại sao mình giết nó lại hiện cái này hả ta? Trừ 7 HP, chắc là trừ HP của con cừu hay gì đó. Bây giờ đan của mình là đan gỗ các bạn à. Tiền là không, xu là không. Xu thì các bạn kiếm ở đâu? Các bạn có thể dùng nạp thẻ. Các bạn có thể nạp thẻ với có xu thôi. Đây, nạp thẻ tùy loại thẻ các bạn muốn nạp nha. Nạp vô thì các bạn có xu, xu thì các bạn quy đổi ra vàng, vàng rồi các bạn mua ran. Đây, mua ran các bạn mua ở đâu? Đây, mình sẽ search menu để xem là ran nó nằm ở đâu nha. Ở đây có hướng dẫn nè, bạn nào chưa biết thì có thể xem hướng dẫn ở đây. Đây, đổi xu thành sang vàng là chỗ này. Đó, đổi 30 xu thành 1.700 vàng, 40 xu thành 2.500 vàng đấy. Đúng không? Ok, đúng rồi. Chỗ đó là chỗ đổi xu nha. Rồi còn đổi tiền sang vàng, có các bạn cũng có thể đổi tiền sang vàng được nha, dành cho những bạn không nạp mà có làm thì có ăn, đúng có vậy, đúng là có làm thì có ăn. Thì các bạn có thể đổi tiền khi mà các bạn farm nhiều thứ, các bạn có thể đổi ra vàng ở đây. Nó hơi mắc nhưng mà phải chịu thôi đấy, không nạp thẻ thì phải chịu thôi. Đổi 500.000 tiền các bạn có thể đổi thành 300 vàng đó. Rồi nâng cấp vật phẩm, cửa hàng đá bùa nâng cấp vật phẩm. Cái này hình như là mấy lần trước mình cũng giới thiệu đúng không? Enchant vô kiếm, có mấy cái enchant mà server mới có thôi chứ rap thường không có. Thì các bạn có thể xem lại mấy cái review server cũ của mình á, cũng review về enchant kiếm ở server ấy. Rồi, tiếp tục thì cửa hàng ran. Ran thì chúng ta có những ran gì đây? Ran thường, ran đây là danh gỗ này, mở hai kho BV, tăng trưởng máy tạo, đặt tên máy tạo. Giá 1.000 vàng. À, cái này là mình nâng cấp lên CB Stone chứ không phải là đây là ran bình thường của mình, đây là ran gỗ các bạn. Bây giờ muốn nâng cấp thì phải bỏ tiền thôi. Đây, cửa hàng ran. Rồi, lên ran cao thì các bạn sẽ được nhiều quyền lợi thôi. Ran thì có giá 200 xu thôi các bạn à. Rồi, không có tiền nâng cấp ran thì chịu thôi. Cửa hàng item xu. Đấy, cái này là gì ta? Cái này thì mình chưa biết các bạn à. Kit, kit điểm danh. Rồi, kit thường là mình có thể nhận thêm này. Nạp thẻ này. Đó là những gì mình biết thôi, trong menu thôi. Rồi, còn tiếp tục thì RB. RB thì nhiều chỗ lắm. RB các bạn có thể tới trao đổi cái kiểu, lát nữa thì sinh tồn xong mình sẽ tới RB nha. Bây giờ chủ yếu chúng ta đi sinh tồn đi. Vô game mà giới thiệu nhiều quá cũng không tốt. Đi sinh tồn cái kiểu đó. Mình sẽ bật cái shader lên các bạn, nhìn cho nó đẹp nha. Rồi, có xe đó thì chơi sinh tồn sẽ thú vị hơn các bạn. Đây là thế giới trong server. Server thì nó hơi khó chịu là mình không thể nhìn từ xa được, tại vì nó lót khá là chậm ấy. Nhưng mà máy của bạn mạnh thì mạnh ấy thì sẽ lót được từ xa, nhất là mấy cái bạn khi chơi ở ngoài net ấy. Còn mạng nhà mình kiểu mạng yếu nên là nó sẽ bị lót chậm. Rồi, cái này như lần trước thôi. Mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục xây nhà trong hang hoặc là
xây nhà trên cây quá đúng không? Ok, trước thì xây nhà trên hang đúng không? Bây giờ mình sẽ xây nhà trên cây các bạn. Ui, cái cây này đã có người chặt rồi các bạn. Thôi toàn, có nên sinh tồn ở đây không ta? Hay là mình lại sinh tồn trong hang đi. Ừ, mình nghĩ là mình sinh tồn trong hang đi. Nhà trên cây ấy các bạn. Ui, có chặt gỗ tự động này. Ngon. Ok, mình đã trở lại sau khoảng mình bị lắc game các bạn à. Thì chặt gỗ mà gỗ nó bị sao làm sao đấy các bạn à. Tự động chặt thì khá là thoải mái đấy, cho các bạn những bạn nào lười chặt cây. Đó. Wow, quá xa lạ luôn. Đúng không? Mình cũng thích kiểu chặt cây tự động này lắm. Ui, trời hoàng hôn xuống đẹp vãi. Ấy chặt cây nó cứ bị lỗi cây mà nó không rụng xuống ấy. Có vài cây thì nó tự mắc các bạn à, chứ không phải là có người chặt đâu. Cái khu này hình như là chưa có ai tới. Đấy, mình mong là các bạn đừng có phát hiện ra cái khu này các bạn. Sợ lắm, hồi nãy nó phát hiện có con boss mà chắc là bị giật, bị lắc hay gì đó nó mới xuất hiện, chứ từ đâu ra xuất hiện con boss thanh linh sao mình đánh lại. Bây giờ hiện tại đồ của mình rất là yếu các bạn, làm sao có thể đánh lại boss. Rồi bây giờ thì mình sẽ tới cái chỗ khu vực này để mà máy tạo sẽ cho lợi ích về trồng trọt. Bạn có thể mua máy tạo tại máy tạo shop. Máy tạo shop. Wow. Rồi máy tạo shop mua bằng vàng. Ôi, tiền đâu mà mua. Dân nhà nghèo thì không có tiền mua đâu các bạn. Bây giờ tạo cái nhà trước ra. No. Không bơi được à? À hiểu rồi. Hình như mình đang dùng phiên bản 1.14, đâm ra bơi không được đúng không? Vãi, có người giả mình kìa. Nani? Thôi mình chết rồi. Không lên được, nó không cho mình bơi. Ui, toan thật sự luôn. Ôi có hết. Bạn đang không có đồng nào mà bị chết đuối nghe cay không các bạn? Cay thật sự luôn. Ui sao mà sáng như vậy? Rồi chắc là do shader nó hơi lỗi các bạn à. Xin tôn. Ui, mình lại biến tới đâu đây? Ui, hồi nãy mình không có set home nên mà mình cũng. Ui, bây giờ chắc lấy mình tắt shader đi. Thôi kệ đi, shader cho nó đẹp. Tối quá không thấy gì hết. Ôi, trăng khá là sáng các bạn à. Cái khu này là khu nào ta? Ui. Thôi toan rồi, xuống nước là mình bị vậy luôn á. Ui, đây có sắt này, ngại gì không đào. Nhưng mà quan trọng là mình bị lỗi các bạn à. Lỗi không bơi được, cay thế nhờ. Tại sao lại không bơi được ta? Lắp cái chỗ nước này lại nha. Hơi sợ rồi á. Ơ, vẫn còn nước à. Vãi cái xe đời này. Mình không thấy được nước các bạn. Nước nó trong quá. Ở dưới là có mấy con quái vật kìa. Nếu bị giới hạn Clam Duck, hãy Tony và Nation. Cái này các bạn chơi cũng biết đúng không? Có thể tạo Tony riêng của bạn. Uầy, cái gì mà nó mắc máu dữ vậy? Có sắt nè, không đào thì phí lắm. Sắt về sau cần thiết làm vài số thứ ấy. Làm xô múc nước cái kiểu này. Đào lên phía trên nữa các bạn. Nước bây giờ nó rút nhiều máu quá. Rồi, ổn hơn đó. Rồi, let's go. Ui, sợ hãi cái thứ các bạn ơi. Mình không thể nào bơi được ở trong cái thế giới sinh tồn này. Wow, cái rừng cây quá đã luôn. Mình ở trên đây thì nó hơi bất lợi một xíu. Không có thể dẫn động vật được này. Ước gì có một nơi gọi là đồng bằng đấy các bạn. Mình thích ở đồng bằng hơn ấy. Ui, có bò này. Wow, hơi nhiều bò nha. Lấy thịt bò này, lấy thịt bò. Bò cái gì mà bò? Đưa cho tao bò. Đấy. Giết mấy con này thì không có rơi vàng đâu nha các bạn. Đừng có mơ nha. Vàng tự các bạn farm các bạn đổi với lại cái chỗ QRB Donate hay là gì đấy. Thôi lại tiếp tục xây nhà trong hang thôi các bạn ơi. Mình vẫn thích xây nhà trong hang hơn ấy. Chỗ đây cũng có bò, cũng thuận lợi để người ta farm cái kiểu này. Có hang này, quá là ngon luôn. Ủa, có than này, tuyệt vời. Có than là ok thôi, bây giờ tối quá rồi, chả thấy được cái gì hết. Rồi, ta sẽ chế tạo ve để làm đuốc. Rồi, ta cầm đuốc trên tay đi. Rồi, sáng hơn rồi đúng không? Rồi, bây giờ thì xây ở đây luôn ha, sao các bạn? Chắc là xây ở đây luôn đi. Biết xây đâu bây giờ. Ở đây cho nó an toàn, xong lát nữa mình xây xong mình set home lại nha. Mấy con boss nó thình lình nó xuất hiện rồi nó giết mình là toan ấy.
ở đây có bò, có hang, có nước, các kiểu luôn, khá là tiện cho chúng ta sinh tồn ở đây. Ok, lần trước thì mình cũng xây nhà trong hang nhưng mà cái chế độ đó mình chơi bị lộn các bạn ơi. Cái Tawny đó thì chủ server bảo mình là chơi nhầm server rồi. Sao lại người ta hướng dẫn một đường mình lại đi quay một nẻo, đâm ra là mình phải chơi lại cái Tawny này. Ấy, lần sau thì mình lại vô Tawny này để mình chơi tiếp tục nha các bạn, mình chơi cái này dài dài nha. Đấy, chủ server mình bắt mình làm một cái series sinh tồn ở trong cái thế giới server này. Nên là các bạn nhớ vô chơi chung với mình nha. Chơi chung thôi chứ đừng có tìm tới chỗ ở của mình. Tới chỗ ở của mình phá lại toan mình ấy. Rồi, ta sẽ crafting table, làm cửa kiểu. Đặt ở đây, ta sẽ đặt sẽ làm cửa này. Không biết có bị lỗi cửa hay không. Lại lỗi cửa, thôi kệ đi. Chắc lần sau mình chơi phiên bản 1.12 thôi các bạn ơi. Phiên bản 1.14 ấy nó lỗi tùm lum quá, đâm ra là không thể nào sinh tồn được ở cái phiên bản 1.14 này. Trời ơi, đây là cái rương. Ui, sợ hãi cái thứ. Ôi à, lò nung đúng không? Lò nung. Cũng sắt lên. Rồi mình set home nha. Set home. Rồi, để mà đặt lại cái vị trí đó, nữa có chết thì không về được. Bây giờ làm gì nữa ta? Farm rồi đào đá rồi bán cái kiểu đúng không? Mình sẽ làm thêm vài cái hàng rào để mà đặt đuốc lên. Ủa, đuốc rồi. Đấy. Ủa sao cái hàng rào này nó không dính vô ta? Ui, kỳ lạ thật sự luôn bạn, như này nó không dính vô luôn. Ui, sợ hãi cái thứ. Rồi xong, mình đã có cái nhà rồi. Bên trong cái cửa nó bị lỗi gì ghê vậy. Mình không dám thắp đuốc ở ngoài các bạn à. Đây, chúng ta nghỉ trang cái nhà bằng khu này là ok rồi. Trời, cái cửa thật sự luôn, không vô được. Chui vô không được rồi. Ok, kẹt luôn. Ủa, thôi toang rồi. Chắc là mình trở lại phiên bản 1.12 thôi. Rồi, hết bị lỗi rồi nha các bạn. Ôi, sợ quá. Đây, nó đã bình thường lại hết rồi. Đấy, sắt của mình đã xong và ui chơi game cảm giác nó không bị giật nữa các bạn. Wow, đúng là chỉ chơi đúng phiên bản nó mới hoàn hảo thôi. Đấy, phải đúng phiên bản 1.12.2 nha các bạn. Chơi phiên bản 1.14 như nãy của mình nó sẽ bị lỗi á. Rồi thì sắt thì mình còn 4 cục này nung hết đi. Rồi phía ngoài này thì trời cũng tối quá, chả thấy được cái gì đâu. Chúng ta không thể nào sinh tồn ở gì mấy chủ phát tops và reset Tony thế giới sau mỗi tháng ra là vậy. Ui, còn 10 xu kìa, quá ngon luôn. Có xu trong đây thì các bạn có thể quy đổi ở vàng. Shop, ta sẽ vào shop. Ta sẽ coi thử ui, giá mua giá bán này. Có thể farm bán ở shop này nha các bạn. Shop thường nha, còn cái menu là khác. Đấy, sắt mình có thể bán tiền, đá cuội cũng có này. Rồi, block các kiểu. Đó là những gì trong shop thôi. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo một cái bảng tên. Hình như là phiên bản 1.12 thì nó chưa có cái bảng nó kiểu màu theo gỗ ấy. Đó. Nhà của gác. Đấy. Ôi, mình mong mấy bạn không có thấy được khu vực này. Mình không để tọa độ chắc không ai biết đâu ha. Đấy, rồi. Ta sẽ đặt hàng rào phía ngoài để mà sáng khu vực nhà một xíu chứ. Đặt hai bên, cắm cái đuốc lên đó, quá ok luôn. Ta sẽ làm bậc thang. Rồi, 1 2 1 2 1 2. Rồi chỗ này ta lắp đắt lại cho nó phẳng phẳng để mà đi đi ra đi vô nó sẽ bị đỡ rơi xuống các bạn à. Nhiều khi mình lại đi nhanh quá nó không thấy được ở dưới nó có nước là rơi xuống á. Rồi, quá tuyệt vời, ở đây chúng ta có nước này, có đá để chúng ta đào, chúng ta farm cái kiểu luôn. Khá là tiện lợi. Rồi mình có một khu nhà ở trong nhà. Len thì không thể làm giường ngủ đúng không? Thì chúng ta chế tạo que này để làm cái khung tranh trang trí nhà một xíu. Đấy, ta sẽ đặt ở đây. Trời ơi, con Creeper luôn. Không nạn. Rồi, chúng ta sẽ tới URB Donate. Ok, khu vực Donate để xem có gì không nha.
Đây là khu vực donate. Chúng ta có thể đổi dùng xu để chúng ta đổi được vài số thứ như là cấp quý tộc cái kiểu này. Cái này nạp thẻ rồi đúng không? Đây donate là kiểu dùng xu để đổi là thấy là phải nạp tiền rồi đó. Uầy, đánh nợ nó đâu mà đổi. Đấy, xu toàn là dùng xu để đổi không à. Muốn trang bị ngon thì các bạn nạp thẻ các bạn đổi nha. Cái này dành cho những bạn nạp thẻ nha. Chúng ta tới YRB Chade nha các bạn. Đấy, tới khu vực Chade để coi thử có gì đổi không. Gì đây? Phiếu. À, ngon vậy. Vậy là khi mà các bạn cái gì đây? Nhận được khi online 60 phút. Ồ, vậy là các bạn chơi 60 phút là các bạn nhận được một cái tờ giấy này, có thể đổi được cái mũ với lại bộ giáp áo online. Wow, xịn sò vậy, chơi free mà được đồ ngon vậy. Đấy, các bạn có thể dùng cái phiếu này để nâng cấp nha. Chơi càng lâu thì các bạn sẽ được đồ càng ngon. Đấy, các bạn có bạn đổi đồ này. Phiếu phiếu online, toàn là phiếu online không à. Ơ, cái gì? Đánh tay không là trừ 0.59 HP. Vàng có thể các bạn đổi được đồ ngọc ship gì này. Rồi các bạn dùng cái gì đó để nâng cấp lên đúng không? Cái bột gì nâng cấp lên này. Đấy, cho đây là cái chỗ mà các bạn có thể dùng đồ. Các bạn nói chung là các bạn chơi free, các bạn chơi miễn phí là có thể được đồ. Cũng giới cũng đổi đồ được nữa. Vãi thôi được. Đó, đồ này là đồ linh hồn boss. Và mấy cái con boss nó xuất hiện các bạn đánh mà nó có đồ rơi ra đồ thì các bạn dùng cái mảnh nó để đổi chỗ mấy cái ông đen đen này nha. Ở cái ông đỏ đỏ này nha. Tại mình dùng Cider nên mình thấy đen. Đấy. Ui giời, Hero Pride cute vậy. Ok, chúng ta tiếp tục tới YRB khác nha. Chúng ta có mở rương cùng với lại Chade Boss, Yron, Survival. Đấy, cái khu sinh tồn này nãy không nói đúng không? Chúng ta có thể tới chỗ mà Chade Boss thôi đi. Chade Boss. Không biết là chỗ đó nó có gì, chắc rơi ra boss hay gì rồi. À, trời ơi, Chade Boss là cái chỗ nãy mình đổi. Trời ơi, thử cái gì. Rồi, thế là tới top, xem top đi. Sau đó mình về mình làm vài số thứ cho cái khu sinh tồn của mình. Đây là top Sky 429 khu đất. Ô, dữ vậy. Mới chơi mà các bạn sinh tồn dữ vậy. À, trở lại. Đấy, các bạn nhớ vô tranh tài đua top nha. Đấy, trong server My Combi nước ở chế độ Tony Free. Tony miễn phí đó. Mình trầm cà rốt này, mình trầm cà rốt này. Ở Tony này thì các bạn có cả máy tạo cà rốt rất là hay luôn. Máy tạo cà rốt, máy tạo bí ngô gì đó, máy tạo đá gì đó, nhiều lắm. Đấy, vô các bạn. Gì đây? Ui, đương cho free này. Mà có gì đâu ngon. Ờ, cứ kệ đi, dương và ri là các bạn có thể bỏ đồ vô rồi ai muốn lấy thì lấy. Rồi tiếp tục chúng ta sinh tồn thôi. Ủa, nhà của mình ở gần đây đúng không mọi người? Mình nhớ là nhà của mình, à nhà của mình phía dưới này. Đúng không? Ủa đây nhiều than vậy. Wow, đã luôn, đào nhiều than tí nha các bạn. Cái khu vực núi này nhiều than lắm. Ở đây có cả cừu với heo này. Sao ngon vậy trời, biết vậy nãy sống ở đây rồi. Hình như là nhấp vô cái ông đó thì mình lại bị spawn một cái khu khác các bạn à. Mà không sao đâu, mình có set home ở nhà rồi. Lát nữa mình đi lợn thì mình về nhà lại được thôi. Nên mình sẽ giết vài con cừu ở đây. Kiếm này mạnh vậy trời, kiếm mình chen có khác ha. Đánh cái chết luôn mới ghê chứ. Ô, ui da, ui, đau vậy. Mỗi ngày các bạn vô đều có kit điểm danh cho các bạn có vũ khí với lại là thức ăn nha các bạn, yên tâm. Đấy, đừng chờ cái gì ta, không bao giờ các bạn sử dụng cúp đá với lại cúp gỗ đâu, toàn cúp sắt enchant cho lên không à. Về sau thì nếu mà có đồ các bạn đổi cúp kim cương, giáp kim cương xịn thôi. Đấy, chơi lâu thì sẽ được nhiều đồ ngon thôi, đâu phải là mới vô là các bạn được đồ ngon đâu. Sao dễ dàng vậy được, server là cho những người ta cày cuốc mà đúng không. Thì bạn nào giàu thì bạn đó nạp vô rồi bạn đó lấy đồ ngon thì không nói, còn bạn nào kiểu thích thăm ngàn thì chơi lâu thì được cũng được đồ ngon thôi. Còn tính năng mua ran hay gì là nãy mình giới thiệu hết rồi đúng không? Đấy, các bạn có thể đổi tiền sang vàng hoặc nạp tiền lấy xu đổi ra vàng để mua ran hoặc mua nhiều thứ. Than nó giờ đào cũng hơi nhiều rồi đúng không? Ồ, hơn một stack rồi. Let's go. Uầy, còn nhiều lắm này. Thôi, sợ quá.
Bây giờ mình hôm về nhà. Yeah, không sợ lạc nhà đâu các bạn. Hôm phát về nhà đấy. Quá xa là đã. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm ruộng để trồng trọt nha. Ui, chắc là ở đây có người ở đâu ha. Ta làm ruộng khu này thì quá xá đã luôn. Có nước sẵn cho chúng ta làm ruộng này đấy. Các bạn mua ra thì về sau các bạn được vài quyền lợi VIP lắm nha. Thật luôn ấy. Chơi sinh tồn mà các bạn được quyền lợi hơn người ta là các bạn mạnh rồi. Nên là nhiều bạn quyết kích cứ vô nạp thẻ trở thành bá chủ thì chịu luôn. Nhưng mà vẫn có nhiều bạn quyết tâm không nạp thẻ và kiểu mình sẽ cố gắng thăm ngàn cũng vẫn hơn được không. Dù gì nạp thẻ nó cũng hơn các bạn, thật luôn ấy. Nạp thẻ là cỡ nào cũng hơn mấy cái người thường. Thăm ngàn thì khá là lâu mới được đồ ngon đấy. Và giỡn đâu. Kệ đi, ai nạp thẻ nạp, ai không nạp thì vẫn chơi bình thường đúng không. Không bê và bê lại nhưng mà chơi cùng đồng đội là auto thì cũng có cơ hội thắng. Đấy, rủ bạn bè vô tạo theo đi chung đánh nhau thì tuổi gì không thắng đúng không mọi người. Rồi, ta sẽ chế tạo một cây cúp đá. Rồi, chỗ này chúng ta trồng lúa mì. Trồng lúa mì rồi, cà rốt thì hiện tại thì không có. Muốn có cà rốt thì phải bỏ tiền mua hoặc là đi cướp của dân làng gì đó. Mà chắc là thế giới này không có dân làng đâu. Có dân làng thì mấy bạn kia cũng tìm ra được, cũng phá thôi à. Thật sự luôn. Chỗ này chúng ta mở rộng, chúng ta trồng này. Về sau thì cái khu này sẽ đẹp thôi các bạn ơi. Yên tâm đi, mình mà chỉ cần xây dựng cái chỗ nào đó thì mai mốt thì chỗ này nó cũng đẹp ra thôi à. Chỗ này chúng ta có bò này. Ủa sao con có vậy? Hết hồn. Bò thì hình như mình cũng có thể đổi mà được mà. Rồi, chỗ này chúng ta để nước vô. Bây giờ thì làm thêm cái xô để mà bút nước này. Trời ơi, nhớ cái xô sắt ngày xưa vãi luôn đây. Cái xô sắt mà lúc cho Resubat 1.14 nó chưa thay đổi nè các bạn nhìn. Ôi, nhớ vãi. Rồi, thêm nước. Ta sẽ đặt nó ở đây. Và thêm nước, ta sẽ đặt nó bên đây. Muốn cho tụi này khỏi dặm ruộng thì tất nhiên là chúng ta phải rào xung quanh lại rồi. Mà mình thích gỗ sồi lắm. Nhưng mà xung quanh này gỗ sồi ít quá, có một cây nè. Chắc là chặt để mà lấy lại mầm cây thôi các bạn. Lần sau thì chúng ta tiếp tục trồng, chúng ta chặt tiếp ha. Chỉ còn cách này thôi. Còn là cây thông không mà. Cây thông thì khu này chặt hết cũng được. Để mà lấy tiền, bán lấy tiền cũng ok đấy. Ây da, lắp chỗ này lại luôn. Rồi, than này là một stack thì mình bán được bao nhiêu ta. Để mình vô shop thử nha. Đây, 50 bán một stack bật. Mình được 3.200 tiền rồi. Ok, dễ kiếm tiền các bạn, quá dễ luôn. À, bây giờ các bạn có tiền rồi, các bạn có thể mua cái gì cũng được. Bây giờ mình sẽ mua hạt giống 601. Ui, được một stack luôn này. Đùa nha. Ngon. Mình còn tiền còn cả 800. Sao tối đen vậy? Nhìn ra ngoài tối đen tôi lùi luôn này. Ủa, mặt trăng nó chưa xuất hiện nên là tối hù à. Bây giờ chúng ta đặt đốt xung quanh cái ruộng này đi. Đấy, các bạn thấy quy mô thăm ngàn của mình chưa? Đấy, đào than xong mua hạt giống trồng rồi chờ lúa chín rồi lấy lúa bán lại tiếp tục mua đồ. Cái kiểu than thì khỏi cần, than thì dễ tìm mà lên núi đào phát một đường một stack rồi. Quá easy. Có thể dùng đá này đấy. Các bạn bỏ cả một tiếng đồng hồ ra các bạn farm đá đi rồi các bạn bán coi thử có giàu không. Auto giàu luôn. Làm giàu không khó. Tiếp tục chúng ta vô shop, chúng ta kiếm gì mua nha. Cửa hàng quái vật. Chắc không có gì để mua đâu. Cửa hàng bình lốc. Gỗ thì một stack hình như là mình mua được 32 thôi các bạn ơi. Thôi mà mua gỗ làm gì đâu, mà đâu cần gì để mua gỗ đâu. Mua kim cương đi. Không thể mua vật phẩm này, ôi vãi. Không có mua được kim cương. Đù. Mình mua cà rốt đi ha. Ok, mua bao nhiêu đây?
bớt 10 đi, mua 10 củ thôi. Rồi mình mua 10 củ cà rốt. Trời ơi, rẻ phải nồi luôn này. Cà rốt mua đâu tốn đâu bao nhiêu tiền đâu. Quá rẻ luôn. Rồi. Vi chế thăm ngàn của mình lên được thêm một xíu ở đây. Rồi tiếp tục chúng ta vô shop, ta kiếm thêm, mua thêm gì này. Bây giờ mua thêm mía đi. Rồi, ta sẽ mua mía. Ở vàng không đủ hả? U! Mía hơi bị mắc nha. Bớt 10 đi. Rồi, nhiêu đây? Mía nó hơi mắc, vậy là nếu mà mía nó mắc ấy thì mình... Sao lại có boss xuất hiện? Vậy là mía nó mắc thì kiểu nào thì mình trồng mình bán lại thì nó cũng có tiền đúng không? Quá easy. Con boss nó xuất hiện, vậy là mình... Nếu mà các bạn mạnh ấy, các bạn giết boss thì có đồ. Còn mình cảm giác mình chưa mạnh lắm nên mình cũng sợ con boss. Thôi bây giờ ra sơ nó thử đi nha. Boss rồi. Ui con boss gì mà level 3 vậy? Mày bơi, mày bơi hả mày? Ủa đâu rồi? Ui. Ô, con boss đánh cũng không mạnh lắm. Quan trọng là máu nó trâu các bạn à. Ui. Con này khó giết vậy. Ui đánh gì mà trừ có 2 HP, đánh khi nào nó chết. Con boss nó hơi khó giết các bạn ơi, nó dịch chuyển không à. Ủa thôi 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 thôi. Chịu thua, chịu thua. Nó trâu quá. Cái này có vài bạn hợp sức đánh thì may ra thì còn thắng nó nổi rồi. Thì hôm nay mình sinh tồn tới đây thôi nha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi tập sinh tồn trong server của mình. Thì nếu các bạn muốn gọi là tiếp tục mình tiếp tục thử thách sinh tồn ở thế giới sinh tồn server thì nhớ like mạnh nha. Vô server chơi ủng hộ của mình nha. Đừng có tìm nhà mình nha. Ok, đừng có tìm nhà mình. Bye bye mọi người. Anh hùng trong chúng ta.